này là giờ tan sở nên đường cũng rất là đông. Giờ các em học sinh tan học nữa. Cái đặc thù của quận 8 là đặc sản nổi tiếng là quán nhậu, quán ốc. Dài nhất cái quận 8 luôn. Ở đây nhà tới mấy xịt luôn. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại em đang có mặt ở đây là quận 8, hẻm 172 Nguyễn Thị Tần. Quận 8 nơi đây có cái chợ Rạch Ông. Rồi hành trình hôm nay em dẫn các anh chị và các bạn cùng chạy xe một vòng đi vô cái hẻm, con hẻm thuộc quận 8 này ha, để biết đâu những hình ảnh này cũng có những kỷ niệm của các anh chị và các bạn. Nhân đó chúng ta cùng đi ngắm xem cuộc sống sinh hoạt trong hẻm và nhà cửa hạ tầng ở bên đây như thế nào. Nếu mà các anh chị các bạn đã lâu rồi không có về Sài Gòn thì chúng ta có dịp nhìn lại, và các anh chị các bạn ở xa Sài Gòn có thể biết được khu quận 8 này như thế nào ha. Ở đây là con hẻm 285. Con hẻm này đi đến cái đường Dương Bá Trạc luôn nè, 258 chứ. Con hẻm này là cuối đường Võ Thị Tần, cuối đường Nguyễn Thị Tần. Bên quận 8 thì nhà cửa luôn sát nhau, chen chúc nhau. Khu này thì đặc biệt, khu này nhà họ đang xây nhiều lắm, nhà mới không à. Khu này nổi tiếng quán ốc nhiều lắm. Giờ này là giờ tan sở nên đường cũng rất là đông. Giờ các em học sinh tan học nữa. Đây có nhiều con hẻm mà nhỏ. Cuối hẻm này chúng ta đi ra cái đường Dương Bá Trạc. Nếu ta quẹo phải thì sẽ ra Trung Sơn, còn quẹo trái mình sẽ đi đến cầu Nguyễn Văn Cừ. Không có đèn đỏ,
hư hay sao á, không có tín hiệu, xe vẫn chạy hoài nên mình qua đường rất là nguy hiểm. Hôm nay em dẫn các anh chị các bạn cùng chạy một vòng ở khu vực quận 8 này nha. Buổi chiều nay trời không được đẹp cho lắm, không có nắng, ẩm u nên chúng ta nhìn thấy cảnh tối tối. Sài Gòn buổi chiều thì luôn đông đúc hối hả, không giống Sài Gòn ở những thập niên 80 hay là 90 ha. Em nhớ ngày xưa thì không có đông, mình chạy xe đạp rất là thoải mái, nhưng mà bây giờ thì hầu như là ta không thấy xe đạp nữa. Con đường này, con đường này có rất là nhiều quán nhậu, quán ăn mà. Chúng ta sẽ không lên cầu ha, mình sẽ đi ở dưới cái đường Phạm Thế Hiển, Trần Xuân Soạn. Rồi mình sẽ đi vô cái hẻm thông qua bên quận 7 luôn, để mình xem cái hẻm nó như thế nào ha. Cái con hẻm nó rất là dài. Thì hôm bữa chúng ta có đi cái con hẻm 1041 và đi vô cái xóm lao động quận 8. Thì hôm nay chúng ta cũng tiếp tục đi vô cái xóm lao động khác, cũng thuộc quận 8 luôn. Cái hẻm đó thông đến cái khu nhà rất là giàu, khu Him Lam, khu mới xây ở Sài Gòn, ở quận 7. Trên đây chúng ta sẽ quẹo phải nha. Chiều nay thì rảnh rỗi dẫn các anh chị bạn cùng đi loanh quanh, cùng dòm ngó lại. Ngay đây chỗ này là quán cơm 47 Phạm Thế Hiển nè. Lúc trước em có review các anh chị xem rồi đó, cái đây cũng gần có năm mà thời gian qua lẹ quá. Cơm tấm 30.000 ở quận 8. Chắc có lẽ bây giờ lên 30-35 ngàn rồi quá. Chúng ta đang có mặt ở đây là cầu Đà Nông nè. Cái cầu rất là xưa, và nhìn xa xa bên tay trái mà ở đây chúng ta không nhìn thấy được, nó là một cái dãy nhà tôn rất là giống Sài Gòn những cái năm 80. Ở bên đó là khu khu cầu Dừa. Rồi bên tay phải chúng ta có cái hẻm 1055, để mình quẹo vô thử nha. Cái đặc thù của quận 8 là đặc sản nổi tiếng là quán nhậu, quán ốc. Ở quận 8 cũng có những cái con đường, những cái con hẻm rất là dài. Hẻm này có một cái kho rất là lớn, không biết ngày xưa là kho gì. Giờ
và vừa qua cái con rạch. Hai con rạch nhỏ của dòng kênh đôi nhánh sông của kênh Tạo Hữu. Khu vực này có cái chợ nhỏ nhỏ. Cái hẻm trên đây nha. Cái hẻm đó bữa chúng ta đi rồi. Mình tiếp tục đi trên cái hẻm mới. Đó là hẻm cùng rồi đó. Cái trục hẻm dài nhất đó là cái hẻm 1041. Buổi chiều ở bên khu này thì có rất là nhiều quán nhậu. Ở bên đây nhà trọ quá trời luôn. Cái hẻm này thì hôm bữa chúng ta có đi rồi, nhưng mà lúc nãy em tìm cái hẻm nó song song với cái hẻm này nè, không có ra, mà thành thử ra mình phải chạy vòng vòng cũng ra cái hẻm này nữa. Nên nhưng mà các anh chị các bạn cùng nhìn lại ha, nhìn lại con hẻm, hẻm dài nhất cái quận 8 luôn. Ở đây nhà tới mấy xịt luôn. Chiều bây giờ bà con chuẩn bị nấu cơm rồi. Các công nhân, các thợ hồ, người lao động, người nhân viên giờ này đi làm về. Nên chúng ta thấy có những cái chỗ tụ họp
tầm bảy, họ mua bán đồ ăn, những cái quán ăn, quán ăn bồn bồn. Nếu chúng ta muốn đi qua khu Trung Sơn thì có mấy đường lắm. Cái con hẻm này cũng là một trong những đường đi đến Trung Sơn. Trung Sơn thì chúng ta phải qua cầu. Còn bây giờ mình sẽ đi khu Him Lam nha. Mình chạy một vòng khu Him Lam luôn. Có lẽ cái video này hơi dài, các anh chị các bạn thông cảm nha. Hai bên chúng ta có những con hẻm, nó hẻm cùng. Bên phải thì mình đi thẳng ra bờ sông luôn, còn bên trái thì hẻm cùng. Phía trước chúng ta đó là cây cầu Him Lam, cây cầu mới xây sau này thôi. Bây giờ mình sẽ đi vô cái khu nhà giàu nha. Xem khu Him Lam ngày nay như thế nào. Ra khu này thì mới quy hoạch sau này thôi, chứ ngày xưa chắc không phải là tên Him Lam đâu. Ngày xưa ở đây là một cái vùng đất trống, cây cối không à. Sau này nhà nước mới quy hoạch rồi ra những cái con đường, đường số. Sài Gòn bây giờ là hơn 5 giờ chiều. Này là trục đường chính nè, trục đường này thẳng đi đến cầu Phú Mỹ luôn à. Rồi chúng ta sẽ quẹo trái nha. Trái đi một vòng vô khu khu mới xây như thế nào. Mình xem nhà cửa đây sao. Có gì thì các anh chị các bạn qua đây mua cũng được, để mình bây giờ thì mình xem phát thảo những hình ảnh. Mà mua ở đây chắc có lẽ mắc. Đây là cái trục đường nhánh nè, nhánh của khu Him Lam. Có những cái nền đất trống họ chưa có xây nữa nè. Bên kia là dãy chung cư. Bên tay trái nè. Và một cái dãy nhà đồng kiến trúc kiểu biệt thự. Nhà nào cũng có tầng hầm hết. Bên tay phải cũng đang xây. Rồi số hình ảnh ở khu hẻm quận 8 gửi đến các anh chị và các bạn, và đi đến cái khu Him Lam. Một số hình ảnh ở khu Him Lam sơ sơ cho các anh chị và bạn xem. Rồi chúng ta có dịp mình sẽ nhìn lại rõ hơn trong những video tiếp theo nha. Nhân đại thiệm cũng xin kính chúc các anh chị và bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau rõ hơn trong cái video khu Him Lam này ha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.